Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng Hôm nay thứ 6, ngày 8 tháng 4 năm 2022 Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá kim loại quý vẫn chưa tìm ra hướng đi rõ ràng Do tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi nhiều yếu tố trái chiều Lợi suất trái phiếu của Mỹ tiếp tục tăng cao Và triển vọng phép thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong các cuộc họp sắp tới ở tại thị trường trong nước, giá vàng những ngày gần đây gần như lặng sóng, giao dịch với biên độ hẹp và biến động không đáng kể trong ngày. Ngưỡng 69 triệu đồng một lượng ở chiều bán nhiều lần được thiết lập nhưng vẫn không thể duy trì. Hiện, giá vàng miếng SJC giao dịch ở chiều mua quanh mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 giao dịch ở chiều mua quanh mức 54 triệu 650 nghìn đồng một lượng, và ở chiều bán 55 triệu 550 000 đồng lượng. Mức chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới hiện nay ở quanh ngưỡng 15 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn STC niêm yết ở chiều mua 68 triệu 200 000 đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 850 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán là 650 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại PNJ ở chiều mua đứng tại mức 68.200.000 đồng/lượng, chiều bán 68.800.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 600.000 đồng/lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu đồng/lượng, chiều bán 68.800.000 đồng/lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán là 800.000 đồng/lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay thứ sáu ngày 8 tháng 4, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1931,5 đô la Mỹ. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 43.500 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 99,748 điểm. Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ nhảy vọt lên mức 2,665% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 96,9 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 150 000 đồng lượng, chiều bán 68 triệu 750 000 đồng lượng Tại Bảo Tiến Minh Châu Ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 160 000 đồng lượng Chiều bán 68 triệu 740 000 đồng lượng Tại Mi Hồng SGC Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 300 000 đồng lượng Chiều bán 68 triệu 700 000 đồng lượng Tại Ngân hàng Exim Bank Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 68 triệu 250 000 đồng lượng Chiều bán 68 triệu 650 000 đồng lượng. Giá vàng SEC chi nhánh nhận các tỉnh thành. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 68 triệu 170 000 đồng lượng đến 68 triệu 220 000 đồng lượng. Còn là chiều bán có mức giá niêm yết từ 68 triệu 850 000 đồng lượng đến 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9 và nữ trang SGC Nhận bốn số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Ở chiều mua hiện đang có mức giá 54 triệu 650 nghìn đồng lượng Chiều bán

41 triệu 517.000 đồng một lượng. Vàng đích trang 14K, Và chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 30 triệu 306.000 đồng một lượng và 32 triệu 306.000 đồng một lượng. Vàng đích trang lại 10K, và chiều mua hiện đang có mức giá 21 triệu 150.000 đồng một lượng. Chiều bán 23 triệu 150.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại, tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, mặc dù đang dao động trong biên độ không quá rộng, nhưng giá kim loại quý liên tục biến động lên xuống, có lúc lên tới 1944 đô la Mỹ một ao. Rồi có lúc lại xuống chỉ còn 1915 đô la Mỹ, khiến cho giới đầu tư chưa thể xác định được xu hướng của giá vàng. Trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 4, Ủy ban thị trường mở liên bang đã công bố biên bản cuộc họp trong tháng 3. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá biên bản này không có bất ngờ và cũng không cho thấy một tín hiệu dầu hâu nào trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này cho phép thị trường kim loại quý tăng cao hơn trong một thời gian ngắn. Đồng thời, Lợi dung biên bản cho thấy, Fed đồng ý tăng lãi suất với mức tăng 50 điểm cơ bản vào kỳ điều chỉnh tiếp theo và thu hẹp bằng cân đối kế toán mỗi tháng là 95 tỷ đô la Mỹ. Song song đó, cơ quan này cũng nhận định chiến sự ở Ukraine đang đẩy nhanh chóng mức độ lạm phát. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng giá kim loại quý đang sụt giảm là do lãi suất tăng cao. Hiện tại, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng vọt lên trên mức 2,6%, khiến cho giới đầu tư lo ngại về đường cong lợi suất đảo ngược. Gần đây, chênh lệch lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm thu hẹp và có dấu hiệu đảo ngược. Đây là một tín hiệu cảnh báo có thể xảy ra suy thoái nền kinh tế. Suy thoái sẽ khiến cho vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ở một diễn biến khác, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang trong tình trạng khắc nghiệt. Khi ngày càng có nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhưng điều đó đang giữ cho giá năng lượng tăng cao khi các nước châu Âu xem xét cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Và đây chính là thông tin có lợi cho giá vàng. Ngành công nghiệp vàng của Nga gần đây không bán vàng sang các nước châu Âu, do vậy, nguồn cung trên thế giới đã bị suy giảm. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, ngân hàng trung ương các nước trên thế giới đã bán dòng vàng trong 2 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên theo dự báo, họ sẽ mua dòng trở lại. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra sự bất ổn địa chính trị đáng kể, khiến một số quốc gia đặt câu hỏi về vai trò của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới. Ông Gray Elam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Onda cho biết, vẫn còn một số điều có thể kích hoạt cuộc biểu tình bằng vàng. Lạm phát tiếp tục tăng vượt mức kỳ vọng hiện tại. Cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga sụp đổ hoặc là suy thoái. Về dài hạn, vàng vẫn được coi là một tài sản hấp dẫn đối với các ngân hàng trung ương đang tìm kiếm đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ. Dù vậy, một số nhà kinh tế khẳng định phải mất nhiều thập kỷ trước khi đồng đô la mất vị thế thống trị vì nó hiện chiếm khoảng 60% dự trữ toàn cầu. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.